Chào các bạn, khi chúng ta thực hiện cắm các cái sợi cáp AV lên những cái thiết bị có cổng AV thì thông thường rất là đơn giản, các bạn cứ chân màu vàng thì các bạn cắm vào chân vàng, chân đỏ cắm chân đỏ và chân trắng thì cắm chân trắng thôi. Tuy nhiên thì ở một số những cái dòng TV box thì các bạn lại không cắm được theo cái trình tự như vậy và cắm như thế nào mới có thể lên hình được. Và trong video này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cắm cáp AV lên những cái TV đời cũ dành cho một số những cái dòng Android TV box phổ thông hiện nay. Vâng, và bước đầu tiên thì đương nhiên các bạn phải chú ý là ở trên cái tivi đề cũ, các bạn sẽ phải sử dụng cái điều khiển để chuyển cổng tín hiệu về cổng AV. Một số những cái tivi đầy cũ thì không cần chuyển chúng ta cứ cắm vào nó sẽ nhận ngay. Nhưng một số những cái tivi thì bắt buộc cần phải chuyển và ở trên những cái điều khiển đấy thì thông thường nó sẽ có một cái nút bấm ghi chữ TV rồi AV ấy thì các bạn sẽ bấm vào đó. Nếu như những tivi mà có nhiều cổng AV thì các bạn phải chú ý cổng AV1, AV2 nó đều đánh dấu. Nếu như các bạn chọn cổng AV1 hoặc là cổng AV2 thì chút nữa các bạn cắm cái sợi cáp ấy thì cũng phải cắm đúng vào cái cổng AV mà mình đã chọn nhá. Có một cái lưu ý là đối với một số những tivi đầy cũ ấy thì cổng AV lâu ngày không sử dụng ấy, thì nó có thể bị oxy hóa, bị bụi bẩn, không thể hoạt động được. Thì các bạn cần phải vệ sinh một chút nhé. Nếu không vệ sinh ấy thì khi mà chúng ta cắm vào có thể sẽ không lên hình hoặc là cái tiếng nó sẽ bị lẹt xẹt. Rồi và bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu thực hiện cắm dây cáp lên tivi đầy cũ. Trước khi cắm thì các bạn chú ý chúng ta sẽ có ba cái đầu với ba màu sắc trắng, vàng, đỏ đối chiếu với các cổng cắm ở trên tivi. Đây như các bạn nhìn thấy thì đầu tiên các bạn sẽ cắm cái dây màu trắng trước, dây màu trắng cắm vào cổng màu trắng ở trên tivi. Còn đối với chân màu đỏ ở trên tivi thì chúng ta sẽ sử dụng cái sợi cáp màu vàng, đầu màu vàng cắm vào còn chân màu vàng ở trên TV thì mình sẽ sử dụng đầu cáp màu đỏ để cắm vào. Ok như vậy là đã xong phần cắm tín hiệu. Tuy nhiên thì chất lượng sẽ cáp AV hiện nay ấy, nó có rất là nhiều loại, từ loại giá rẻ cho tới loại đắt nên cái chất lượng hoàn thiện của sản phẩm có thể nó cũng không được chuẩn chỉnh lắm. Vì vậy các bạn cần phải chú ý thêm một cái phần là chúng ta cắm ở trên đầu Android TV box. ở đầu Android TV box thì chúng ta sẽ cắm cái chân 3,5 và các bạn chú ý là chúng ta sẽ cắm hết hành trình nghĩa là cắm ngập luôn nhưng mà một số những cái chân thì có thể hơi dài thì các bạn sẽ nhìn thấy có một cái khoảng cách nhất định nhưng mà các bạn kệ nhá chúng ta cứ cắm hết hành trình nếu như nó không lên hình thì các bạn sẽ rút nhẹ ra một chút và các bạn nhớ là rút nhẹ một tí xíu thôi một tí xíu hành trình thôi chứ không phải là rút dài đâu rút nhẹ một chút để nó chạm được vào cái rãnh thì khi đó cái hình ảnh nó sẽ lên và như các bạn nhìn thấy thì hình ảnh nó đã lên rồi và cắm cái sợi cáp av đơn giản nó chỉ vậy thôi nó sẽ có hai cái điểm lưu ý một là chúng ta phải đổi màu dây cắm đầu hoa sen ấy hai là khi mà cắm cái đầu ba năm thì tùy vào từng loại cáp đặc biệt là những cái loại cáp giá rẻ mà không vỏ không hộp các thứ ấy thì nó sẽ có cái điểm tiếp xúc nó hơi chênh lệch một chút xíu và các bạn cắm hết hành trình dây sau đó thì rút nhẹ ra một tí xíu để cố gắng nó chạm được vào cái rãnh thì khi đấy nó sẽ hiển thị hình lên cho các bạn ok như vậy thì video đến đây là kết thúc cảm ơn các bạn đã theo dõi xin chào và hẹn gặp lại